Tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình nhé Đó, Thì hôm nay giọng của mình nó hơi khác một chút Mấy hôm 30 tháng 4, 1 tháng 5 ấy Thì là có đi uống rượu với bạn bè nó giọng nó hơi kém mà cũng có mấy bạn bè hỏi mình ấy Là tại sao là lối từ cái wifi này sang cái wifi khác Mà nó lại không có mạng à, Nó vẫn báo cái mạng như này của chúng ta Nhưng mà nó có sẽ có dấu chấm than này Đó, Mình có con trỏ chuột mình chỉ lên màn hình các bạn có thể nhìn thấy nhá Đó, Thì nó rất đơn giản thôi một là mất mạng, còn cái trường hợp thứ hai là cái do cái địa chỉ IP của các bạn là hai cái địa chỉ của hai cái cục phát WiFi nào nó bị trùng nhau nhé các bạn nhé, là do các bạn đặt. họ thì thường thường là các bạn có thể để chế độ tĩnh hoặc là các bạn tự cài để cho nó được trùng. đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt địa chỉ cái địa chỉ IP của WiFi thứ hai nhé mọi người nhé. đây của mình thì vẫn để như cũ mặc định. thì chúng ta sẽ vào, vào cái phần Google Chrome này thì uh, tất cả cái địa chỉ lúc đầu chúng ta nó sẽ mặc định là 192.168.0.1. Đó và chúng ta điền cái tên đăng nhập vào đây. Đăng nhập thì uh, nó là mặc định là admin nhé. và mật khẩu cũng là như vậy. ở à, tất cả các mạng wifi đều như vậy nha mọi người nhé Đây, mình sẽ đăng nhập vào. Đó. Ở đây thì nó rất đơn giản thôi. Nó sẽ có cái phần là mạng không dây này, cái mạng không dây này, cái mạng wifi của chúng ta này, cái tên wifi không ạ. Chúng ta có thể đặt được nhá đặt lại nha, nhưng đây mình thôi mình bỏ qua đi và chúng ta sẽ vào cái phần mạng này đó các bạn chọn đến cái dòng na của mình này đấy thì đây đây là cái địa chỉ IP của cái wifi và chúng ta không muốn tránh nó trùng thì chúng ta sửa cái dòng này đi cho mình đó các bạn có thể là tùy theo các bạn là chấm ví dụ như là chấm 15 này chấm 1 chẳng hạn đó các bạn tùy theo từng giải các bạn muốn đặt như nào bạn các bạn đặt nhé rồi và chúng ta chỉ cần ấn lưu lại cái wifi ok đây thì chúng ta sẽ đợi cái hệ thống này nó khởi động lại thì uh, đến một trăm phần trăm là ok nhé mọi người nhé đó thì cái dòng trên này chúng ta lại phải điền lại là 15.1 thì nó tránh được những cái trường hợp uh, hai cái địa chỉ ip của uh, hai cái wifi ở nhà chúng ta nó sẽ bị trùng uh, nhau ấy. mà khi nó bị trùng rồi thì uh, chúng ta sẽ không có mạng nhé mọi người nhé đây là kết nối lại đền mọi người này là kết nối wifi đó. Và bây giờ mình sẽ điền vào đây là 192.168.15.1 thì mới vào được cái modem wifi của chúng ta nhé. Đây thì mình sẽ điền 1.15. 1. Rồi, chúng ta đi. Đó, thì lúc này cái địa chỉ nó đã được thay đổi và cái mật khẩu cái mật khẩu lúc đầu đều là admin và mật mã cũng vậy đúng không mọi người? đó thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn làm thế nào để đổi cái địa chỉ IP của Wi-Fi trên chiếc điện thoại của chúng ta nó rất chi là đơn giản luôn nhé mọi người nhé không cần thiết là phải có máy tính chúng ta chỉ cần kết nối cái mạng Wi-Fi đó của nhà mình là chúng ta có thể đổi được rồi đó thì mọi người xem được video của mình thấy hay và hữu ích thì cho mình like và đăng ký nhé và chia sẻ video giúp mình có em mình xin khép lại cái video tại đây xin chào tất cả mọi người nhé.